Những cây hồng ngọc mai này đang chuẩn bị cho hoa rất là nhiều luôn nha cô chú, rất là nhiều nụ hoa luôn nè. Thì trên màn hình cô chú mình đang thấy á, đây là những cây hồng ngọc mai mà bên vườn con đang chuẩn bị thanh lý với một mức giá rất là rẻ. Thì cô chú mình xem tham khảo nha. Những cây hồng ngọc mai này vườn con đã trồng được gần 3 năm. Cây rễ bọng đồ rất là quái. Vừa quái mà vừa to. Cây thân của nó cỡ chừng ngón tay trỏ, ngón tay cái. Thì những cây hồng ngọc mai mà nói cô chú, nó rất là đau lớn. Để to được cỡ ngón tay trỏ, ngón tay cái như thế này là gần 3 năm. Và cây hiện tại đang phát triển chi tàn rất là ok. Một số cây đang chuẩn bị cho hoa luôn nè. Đó. Một số cây đang chuẩn bị cho hoa ha, rất là tốt. Thì những cây này đa số á, vườn con trồng để lấy cái rễ quái á, vườn con còn âm ở dưới đây một khúc nữa này nha. Thì cô chú mình trồng sau này sẽ nâng lên từ từ. Hiện tại nó nổi lên là bao nhiêu đó đó. Và những cây hồng ngọc mai này á, thì vườn con hiện tại đang thanh lý với giá là 40 ngàn một cây. Đó, cô chú mình có nhu cầu mua thì liên hệ vườn con nha. Cây đang chuẩn bị cho hoa. Đó. Đang có nụ hết rồi. 40 ngàn một cây hồng ngọc mai nha cô chú anh chị. Đó, giá chưa bao gồm phí vận chuyển nha. Cô chú mình có nhu cầu thì cứ liên hệ vườn con. Con ship từ 2 cây trở lên. Đó, giá thanh lý quá mềm luôn. Rồi con xin mến chào nha. Cảm ơn cô chú mình đã xem, ủng hộ vườn con trong thời gian qua rất là nhiều.